Theo ghi nhận của Lao động ngày 25 tháng 8, lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 và 13 tháng đã vượt lên trên mức 9,0% trên năm, được niêm yết duy nhất tại một ngân hàng. Và dưới đây là top 5 lãi suất cao nhất tại kỳ hạn này. Đứng đầu là lãi suất tại PV Combank 9,5% trên năm kỳ hạn 12 tháng với điều kiện tiền gửi mới mở từ 2.000 tỷ đồng. Tiếp theo là HT Bank với mức lãi suất 8,1% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% trên năm cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng. MSB hiện có mức lãi suất 8,0% trên năm tại kỳ hạn 13 tháng với điều kiện tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Đông Á Banh đang niêm yết mức lãi suất 7,5% trên năm, kỳ hạn 13 tháng trở lên và khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng.